Có rất nhiều người có đạo đức rất tốt luôn, nhưng họ lại thiếu trí tuệ và thiếu nghị lực. Có những người gì có đạo đức tốt, có trí tuệ, được học hành rất bài bản, nhưng lại gì ạ, cái nghị lực, cái ý chí vươn lên ấy, nó không có, bởi vì sống trong một môi trường nó quá nhung lụa. Ví dụ mình lấy ví dụ như con nhà bác của mình chẳng hạn, từ nhỏ nó sống trong một cái gọi là như con chuột trống, sống trong cái gì ạ, cái chính gạo rồi, nó no đủ rồi, đầy đủ mọi thứ rồi, chả nghĩ cần phải phấn đấu. Thì cái nghị lực là cái ý chí nghị lực của nó thấp đi. Có những người gì ạ, có đạo đức, có nghị lực, nhưng mà lại không có trí tuệ, làm cái gì cũng như trâu hút mã, cũng thất bại đúng không, hùng như một con trâu ấy. Đấy, có nghị lực này, có đạo đức, nhưng mà lại gì ạ, làm gì cũng thất bại, bởi vì thiếu trí tuệ, không chịu học hỏi, không chịu khai mở. Bây giờ thì đấy là cái chúng ta nhìn thấy là ba cái cột: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Còn có những ông là gì, có trí tuệ, có nghị lực, nhưng mà gì ạ, đạo đức không có. Thì một loạt ông vừa rồi là gì ạ, mặc áo Juventus, có trí tuệ, có nghị lực, rất giỏi luôn nhá, nhưng mà vấn đề đạo đức, chỉ có lợi mình và hại gì ạ, hại người, chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân của mình mà quên đi lợi ích của tập thể, lợi ích của cộng đồng, rồi cái đường lối chung của gì ạ, của cả một đất nước. Đấy, chỉ tập trung vào lợi ích của cá nhân mà quên đi lợi ích của rất nhiều người khác. Đấy, mặc áo Juventus là đi hết rồi. Đây là một trong những cuốn sách mà mình luôn luôn khuyến nghị mọi người đọc cho mình thật kỹ cuốn này. Đây là một trong những cuốn sách cực kỳ nền tảng và thành công của tác giả là Stephen Covey. Và cái tập đoàn của Stephen Covey bây giờ ấy, là bây giờ là một trong những tập đoàn đào tạo gần như lớn nhất trên toàn cầu. Ở đây ấy, cái đầu tiên đó là cái phần từ 1 đến 3 là chiến thắng bản thân. Và mình nhìn vào cái thói quen đầu tiên là thói quen luôn luôn chủ động. Mình chưa thấy một người thành công nào mà họ không có thói quen chủ động. Nó gọi là proactive ấy, luôn luôn chủ động. Chủ động trong mọi thứ. Họ không có bị động. Chủ động. Đấy. Và thứ hai là luôn họ có mục tiêu rõ ràng. Họ có một cái thói quen là ưu tiên cho việc quan trọng. Ở mỗi một thời điểm họ luôn trả lời là gì? Đâu là cái đầu việc ưu tiên và quan trọng nhất ở từng thời điểm. Ví dụ ngày xưa ấy, có một cái bạn đến học mình. Bạn ấy bảo là em học lớp mô hình kinh doanh của em, của anh. Hai ngày em chả hiểu gì cả. Nhưng mà anh nói đúng đến một cái đoạn. Anh nói đây đoạn là quy tắc con nhím. Quy tắc con nhím là quy tắc gì ạ? Làm là phải tập trung vào cái quy tắc con nhím và phải có kỷ luật quy tắc con nhím. Tức là gì? Mình xin nhắc lại quy tắc con nhím này. Đấy. Em nghe đúng đến cái đoạn này. Nó chạm đến nỗi đau của em. Quy tắc con nhím là gì? Làm cái gì nó phải đi đúng với gì ạ? Với đam mê. Và thứ hai là nó phải đúng với cái thế mạnh gì ạ? Thế mạnh gì ạ? Cốt gì ạ? Cốt lõi của mình. Và cái thứ ba nó phải lái cái gì ạ? Cái cỗ máy kiếm tiền. Đây ạ. Cái này gọi là quy tắc con nhím. Quy tắc con nhím. Quy tắc con nhím mà nói về cái gì đấy? Cái đam mê của mình này, cái thế mạnh cốt lõi của mình, và cái thứ ba là cái lái cỗ máy kiếm tiền. Và mình nói về quy tắc con nhím là gì? Mình nói lấy căn bệnh của hầu hết các người lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Khi mà chúng ta khởi nghiệp, chúng ta có tiền, chúng ta có quyền, chúng ta có thương hiệu, chúng ta có mạng lưới quan hệ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta mới khởi nghiệp, có tiền, có quan hệ, có uy tín rồi, thì rất nhiều người lãnh đạo họ bị rơi vào một cái gì ạ? Một cái bẫy. Cái bẫy của gì ạ? Của cái căn bệnh là đầu tư dàn trải và mất tập trung. Mình xin nhắc lại nhé, là đầu tư dàn trải và mất tập trung có nghĩa là gì? Đầu tư đi ra ngoài cái quy tắc con nhím này, ra ngoài cái thế mạnh lõi của mình, ra ngoài cái đam mê của mình, và bắt đầu mất tiền. Mất tiền. Và khi bắt đầu có tiền mới kiếm tiền được, có thương hiệu, có uy tín, bắt đầu có một chút rồi. Thế bắt đầu gì ạ? Những người lãnh đạo doanh nghiệp mới khởi nghiệp, có tiền, có thương hiệu, có uy tín, giống như những đứa trẻ vào một cái siêu thị mới đầu định đi mua kẹo, vào thấy nhiều thứ quá, không biết mình muốn gì, và bắt đầu sa đà vào một căn bệnh của sự đầu tư dàn trải và mất tập trung. Đây là quy tắc con nhím trong từ tốt đến vĩ đại. Đấy, thì phải biết là đâu là cái thế mạnh lõi của doanh nghiệp mình, đâu là cái lõi, cái core của doanh nghiệp của mình là gì, mà bạn đã quyết định tham gia coaching là vì đấy. Đấy. Và trong Vân Nhi thì mình thấy khi mà mình coaching các bạn, mình thấy là gì? Lúc thì bán chè, lúc thì bán quần áo, lúc thì bán cái này, lúc thì bán cái kia. Chả biết cái lõi của mình là cái gì cả. Taxi Mai Linh ngày xưa, các anh chị biết là một đợt chết là vì sao ạ?
mang tiền từ mảng taxi sang đầu tư vào đâu ạ? Bất động sản và thiếu kiến thức, ví dụ như vậy. Tức là họ không biết đầu tư một cách ấy, tức là gì, họ đầu tư, tức là họ đã nhé, ví dụ họ kiếm được tiền 100% thì họ dành một quỹ để đầu tư rồi, để dồn hết tiền vào đấy. Đấy, ưu tiên phải quan trọng.